Xem ngày tốt xấu tháng 2 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, hiện đang là pháp sư thầy phong thủy của Cửu Thiên Thiên Tôn Đạo Giáo ở núi Nga Mi, cùng các thầy phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Quý vị hãy chuẩn bị lấy giấy bút ra, theo dõi và ghi lại những ngày này để sử dụng cho những việc đại sự như động thổ làm nhà, nhập trạch, khai trương cưới hỏi, xuất hành, ký kết hợp đồng. Tài liệu được thầy Gia Cát sử dụng là tài liệu được lưu truyền nội bộ của Cửu Thiên Thiên Tôn Đạo Giáo. Đây là tài liệu cổ được hầu hết các thầy phong thủy chính tông chuyên dùng. Tất cả các vật phẩm của phong thủy Gia Cát đều được các thầy Gia Cát khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng trực tiếp cho gia chủ. Vậy nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm để sử dụng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát phân tích những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch. Để đơn giản và tiện lợi cho quý vị, chúng tôi sẽ trình bày những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch theo 12 cung của 12 con giáp như trên màn hình mà quý vị đang theo dõi. Trong bảng này sẽ trình bày chi tiết từng ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày 30 âm lịch, kèm theo nạp âm ngũ hành từng ngày và màu sắc để phân biệt những ngày tốt xấu trong tháng 2. Bảng trình bày này đơn giản và dễ nhớ nhất, quý vị hãy chụp ảnh hoặc ghi lại để sử dụng cho cả tháng. Tháng 2 âm lịch là tháng Tân Mão, nạp âm ngũ hành là Tùng Bách Mộc. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 dương lịch là ngày mùng 1 tháng 2, tức ngày Canh Hân. Tháng 2 âm lịch là tháng đủ có 30 ngày, kết thúc là ngày 11 tháng 4 dương lịch, tương ứng với ngày 30 tháng 2 âm lịch là ngày Kỷ Sửu. Tháng 2 âm lịch năm 2021 là tháng Tân Mão, Nguyệt Kiến tại Mão, Kinh Chập, Xuân Phân, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 3 dương lịch. Trước Xuân Phân một ngày là Tứ Ly, sau Kinh Chập là Tam Sát ở Tây, Phương Tân, Dậu, Tuất, Kỵ Tu Tạo, Độc Thổ. Để chọn ra được ngày tốt, đầu tiên chúng ta cần phải loại ra những ngày xấu. Theo như Ngọc Hạp Thông Thư, những ngày xấu cần phải kiêng kỵ không dùng trong tháng 2 là những ngày sau. Đầu tiên là ngày Nguyệt Phá, ngày Tam Nương, ngày Thiên Địa Chuyển Sát, ngày Con Nước, ngày Sát Chủ, ngày Thủ Tử và cuối cùng là ngày Dương Công Kỵ. Đó là những ngày cụ thể nào, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Và quý vị hãy lấy giấy bút ra, ghi chép lại những ngày này để loại bỏ, luôn tránh được những tai họa không hay xảy ra cho mình. Kinh Phong thủy Gia Cát đã sử dụng các màu sắc để đánh dấu những ngày tốt và ngày xấu như trên màn hình để quý vị tiện theo dõi. Ngày xấu đầu tiên trong tháng 2 âm lịch là những ngày Nguyệt Phá. Đây là những ngày xung khắc với lệnh Mão và Dậu tương xung, vậy nên những ngày Dậu trong tháng 2 âm lịch ta không dùng. Những ngày Nguyệt Phá bao gồm những ngày mùng 2 Tân Dậu, 14 Quý Dậu, 26 Ất Dậu. Quý vị không nên sử dụng tuổi này bất kể là tuổi gì. Ngày xấu thứ hai cần phải loại bỏ là ngày Tam Nương. Trong tháng 2 âm lịch, những ngày Tam Nương bao gồm các ngày mùng 3 Nhâm Tuất, mùng 7 Bính Dần, 13 Nhâm Thân, 18 Đinh Sửu, 22 Tân Tỵ, 27 Bính Tuất. Đây là những ngày xấu cần phải kiêng kỵ trong tháng 2 âm lịch. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần phải kiêng kỵ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Trong tháng 2 âm lịch, ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày Tân Mão, Ân Mão. Nhưng trong tháng 2 chỉ có ngày mùng 8 Đinh Mão và ngày 20 Kỷ Mão, nên hai ngày Mão này ta sẽ xét sau. Ngày xấu thứ tư ta cần phải loại bỏ là ngày Con Nước. Trong tháng 2 âm lịch, ngày Con Nước bao gồm các ngày mùng 3 Nhâm Tuất, 17 Bính Tý, 29 Mậu Tý. Ba ngày này là ngày Con Nước,
nên chúng ta kiêng kỵ không dùng. Ngày xấu tiếp theo mà chúng ta cần loại bỏ là ngày sát chủ. Tất cả những ngày Tý trong tháng 2 âm lịch đều là ngày sát chủ. Nếu sử dụng ngày này thì chủ nhà bị xấu đủ đường, có hại cho gia chủ nên không dùng. Sau đây, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ liệt kê ra những ngày sát chủ trong tháng 2 âm lịch để quý vị tiện theo dõi. Ngày sát chủ bao gồm các ngày mùng 5 Giáp Tý, 17 Bính Tý, 29 Mậu Tý. Ba ngày này là ngày xấu, dùng gây tổn hại cho gia chủ nên tuyệt đối phải kiêng kỵ. Ngày xấu tiếp theo trong tháng 2 âm lịch là ngày Thụ Tử hay còn gọi là ngày Thọ Tử. Trong tháng 2 âm lịch, những ngày Thìn là ngày Thụ Tử. Sử dụng ngày này thì muôn việc đều xấu, vậy nên kiêng kỵ không dùng. Mùng 9 Mậu Thìn, 21 Canh Thìn, hai ngày này cần phải kiêng kỵ, tuyệt đối không được dùng dù ở bất cứ tuổi nào. Ngày xấu cuối cùng chúng ta cần phải kiêng kỵ đó chính là ngày Dương Công Kỵ. Trong tháng 2 âm lịch, 11 tức ngày Canh Ngọ là ngày Dương Công Kỵ, quý vị cần phải loại bỏ, không sử dụng ngày này. Quý vị thân mến, vừa rồi kênh Phong thủy Gia Cát đã loại bỏ ra những ngày xấu trong tháng 2 âm lịch. Đó là những ngày cần phải kiêng kỵ, không nên dùng. Trong trường hợp quý vị có việc gấp cần phải dùng đến thì hãy liên hệ cẩn thận với kênh Phong thủy Gia Cát để được tư vấn cụ thể. Sau khi loại bỏ hết những ngày xấu trong tháng 2 âm lịch, chúng ta sử dụng sách Đồng Công Cát Trạch để chọn ra những ngày tốt sử dụng cho những việc lớn như động thổ làm nhà, cưới hỏi, nhập trạch, khai trương, sang cát, bốc mộ, bốc bát hương, xuất hành, cầu phúc, cầu tài. Chi tiết sẽ có trong từng ngày cụ thể sau đây, mời quý vị hãy cùng theo dõi. Để chọn ra ngày tốt, chúng ta phải xét từng ngày trong tháng 2 âm lịch. Đầu tiên là ngày Mão. Ngày Mão trực kiến bao gồm các ngày mùng 8 Đinh Mão, 20 Kỷ Mão. Đây là hai ngày xấu không nên dùng vào việc gì. Nếu sử dụng hai ngày này tổn gia trưởng và con trai út, con cháu gặp ôn dịch, nghèo khổ, khóc lóc lấp lấp chồng chất trong vòng 3 đến 5 năm. Xa hơn thì 9 năm bị dính vào pháp luật, kiện tụng, ngang trái, bại vong. Tháng 2 vào ngày Mão đều là ngày trời đất chuyển sát, thiên địa chuyển sát. Vậy nên tất cả những ngày Mão ta đều loại bỏ, không dùng. Thứ hai, ta xét đến những ngày Thìn trong tháng 2 âm lịch. Những ngày Thìn trực trừ bao gồm các ngày mùng 9 Mậu Thìn, 21 Canh Thìn. Những ngày Thìn trong tháng 2 âm lịch không có lợi cho việc rời chỗ ở, về nhà mới, hôn nhân, khai trương các loại, mưu chủ làm việc. Phạm ngày đó, trong vòng 60 đến 120 ngày, thân chủ bị thừa kiện, tốn của, bại ruộng vườn, mất sản nghiệp. Hơn nữa, ngày Mậu Thìn, sát tập nhập chung càng lúc càng xấu. Trong 3 năm mất gia trưởng, việc cũ lâu đời phát sinh tai hại, bị nạn lửa củi, xâm lấn, khinh hờn. Và những ngày Thìn còn là ngày Thụ Tử nên ta cần phải loại bỏ, không sử dụng. Ngày thứ ba ta xét đến trong tháng 2 âm lịch là ngày Tỵ. Ngày Tỵ trực mãn bao gồm các ngày mùng 10 Kỷ Tỵ, 22 Tân Tỵ. Những ngày Tỵ trong tháng 2 âm lịch bị phạm vãng vong, thiên không, không nên động thổ, nếu tu tạo sửa chữa trang việc đều tốt. Nếu như ở hai cung càn, tốn, khởi tạo đều tốt, xuất hành, khai trương, hôn nhân, nhập trạch, trong đó có Huỳnh La, Tử Đàn, Điền Đường, khổ chữ, tinh chiếu, trong năm đó nhà sinh quý tử. Trong năm đó, nhà sinh quý tử, ruộng tầm hương vượng, công việc hành thông thuận lợi, suốt đời tốt lành. Nhưng có ngày 22 Tân Tỵ bị phạm ngày tăng lương nên không sử dụng. Chỉ có ngày mùng 10 Kỷ Tỵ sử dụng vào việc nhỏ thì tốt. Quý vị muốn sử dụng ngày này, hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát để được hỗ trợ cụ thể. Thứ tư, ngày Ngọ. Trong tháng 2 âm lịch, ngày Ngọ trực bình bao gồm các ngày 11 Canh Ngọ, 22 Nhâm Ngọ. Chỉ nên làm sinh cơ, đắm hòm hoặc xây kim tỉnh cho hậu sự. Còn các việc hôn nhân, tu tạo, dùng ngày đó trong vòng 60 ngày, 120 ngày bị thừa kiện, tổn nhân khẩu, 3 đến 9 năm bị sa sút một cách lạ lùng. Hơn nữa, ngày 11 Canh Ngọ lại bị phạm vào ngày Dương Công Kỵ nên ta không sử dụng, cần loại bỏ hai ngày xấu này. Ngày tiếp theo ta xét đến là ngày Mùi.
trong tháng 2 âm lịch, ngày Mùi trực định, bao gồm các ngày 12 Tân Mùi và 24 Quý Mùi. Những ngày Mùi này không lợi cho việc hôn nhân, khởi tạo, quan hệ về âm cung, không nên làm các việc bên trong nhà, sửa sang phía ngoài nhà sẽ không bị hại. Duy chỉ có mỗi ngày 24 Quý Mùi là thủy nhập Thái Châu do Quý Thủy gặp trường sinh tướng vượng, trong đó có Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng Tinh che chiếu, lợi cho thân quyến, thêm con cháu, thêm ruộng đất, rất tốt. Vậy ngày 24 Quý Mùi là ngày đại cát, quý vị nên ghi chép lại để sử dụng ngày này cho những việc lớn. Ngày tiếp theo mà kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ phân tích cho quý vị là ngày Thân. Trong tháng 2 âm lịch năm 2021 Tân Sửu, ngày Thân trực chất bao gồm ngày mùng 1 Canh Thân, 13 Nhâm Thân, 25 Sát Thân. Những ngày này có Thiên Đức, Nguyệt Đức nên tu tạo, động thổ, mai táng hôn nhân, khai trương, nhập trạch, xuất hành và có Huỳnh La, Tử Đàn, Kim Ngân Khố Lâu, Bảo Tàng Tinh che chiếu trong vòng 3 đến 6 năm. Rất vượng, thêm nhân khẩu, sinh quý tử, tăng điền sản, rất tốt. Suy ngày mùng 1 Canh Thân là xuân chính tứ phế, chẳng việc phải tránh, kiêng, không sử dụng. Ngày 13 Nhâm Thân là ngày tam nương, chúng ta cũng cần loại bỏ, không nên sử dụng. Vậy chỉ còn lại ngày 25 Sát Thân là ngày đại cát trong tháng 2 mà chúng ta có thể sử dụng cho mọi việc. Ngày tiếp theo là ngày Dậu. Trong tháng 2 âm lịch, ngày Dậu trực phá, bao gồm các ngày mùng 2 Tân Dậu, 14 Quý Dậu, 26 Tân Dậu. Những ngày này bị phạm tiểu, hồng sa, thiên tặc, không lợi cho việc hôn nhân, tu tạo. Phạm những điều này trong vòng 60 đến 90 ngày bị thư kiện, khẩu thiệt, bị người âm làm hại trẻ nhỏ, tật bệnh, chết chóc. Hơn nữa những ngày Dậu còn là ngày nguyệt phá nên tuyệt đối không dùng. Bây giờ, chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị ngày Tuất trong tháng 2 âm lịch. Ngày Tuất trực nguy bao gồm các ngày mùng 3 Nhâm Tuất, 15 Giáp Tuất, 27 Bình Tuất. Những ngày này nên hợp bản làm sinh cơ, đóng hòm, xây huyệt mã, kim tỉnh trước. Nếu tu tạo, hợp mặt thân tộc, hôn nhân thì không lợi con trai trưởng, trước là thoái điền địa, bị nạn lừa củi, trộm cắp. Ngày 27 Bình Tuất và ngày mùng 3 Nhâm Tuất có sát tập nhập trung cung, càng xấu. Vậy tất cả những ngày Tuất chúng ta không sử dụng. Ngày tiếp theo mà ta xét đến là những ngày Huệ. Trong tháng 2 âm lịch, ngày Huệ trực thành, bao gồm các ngày mùng 4 Quý Huệ, 16 Ất Huệ, 28 Đinh Huệ. Những ngày này là ngày Thiên Hỷ, có Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Huỳnh La, Tử Đàn, Ngọc Đường, Tụ Bảo Tinh che chiếu, nên hôn nhân, khai trương, nhập trạch, xuất hành, khởi tạo, an táng, định tảng, đặt táng chân cột, gác đòn rông trong vòng 60 đến 120 ngày, tấn hoạch tài, quý nhân tiếp dẫn, mưu việc rất tốt. Vậy ba ngày Hợi đều là ngày đại cát, quý vị sử dụng đều được mọi việc. Tiếp đến là ngày Tý. Trong tháng 2 âm lịch, ngày Tý trực thu bao gồm các ngày mùng 5 Nhâm Tý, 17 Sắp Tý, 29 Bình Tý. Những ngày này kỵ hôn nhân, khởi tạo, nhập trạch, khai trương, phạm ngày đó trong vòng 3 năm tất suy thoái tiền của, không tiến thêm, chủ về thị phi, kiện tụng, sản nghiệp hư hao. Hơn nữa ngày Tý lại là ngày sát chủ nên sử dụng trong sự bất lợi. Quý vị tuyệt đối lưu ý khi sử dụng. Như vậy là chúng ta đã đi gần hết những ngày trong tháng 2 âm lịch. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ngày Sửu. Trong tháng 2, ngày Sửu trực khai bao gồm ngày mùng 6 Quý Sửu, 18 Ất Sửu, 30 Đinh Sửu. Những ngày này không lợi về tạo tác, sửa sang, hôn nhân, hội họp, thần tộc. Phạm ngày đó chủ về ruộng nương, tầm tang, không có thu hoạch. Trong nhà có người sinh đẻ, bị nguy, bị tai nạn về nước sôi và phòng lửa. Ngày 30 Đinh Sửu và ngày mùng 6 Quý Sửu là ngày sát nhập trung cung, càng xấu. Chủ về quan phi, tổ nhân khẩu, tiểu nhân vào làm hại. Vậy nên không sử dụng ngày Sửu trong bất kỳ việc gì. Ngày cuối cùng chúng ta cần xét là ngày Dần. Trong tháng 2 âm lịch, ngày Dần trực bế, bao gồm các ngày mùng 7 Giáp Dần, 19 Bính Dần. Những ngày này là ngày Huỳnh Sa, nhưng có sao hòa diệu, nên đóng hòm, xây huyệt mạ, nhưng bất lợi về tu tạo, động thổ, hôn nhân,
nhập trạch, khai trương. Hơn nữa, ngày dần là ngày mà ngũ hành vô khí có thể làm việc bình thường, tuy không có hại lớn, nhưng không dùng là hay nhất. Vậy nên quý vị cần phải tuyệt đối lưu ý khi sử dụng những ngày này trong mọi việc. Nếu thật sự cần thiết phải sử dụng, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của Thầy Gia Cát để được tư vấn chi tiết. Vừa rồi, kênh Phong Thủy Gia Cát đã lựa chọn cho quý vị những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch. Bây giờ quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tổng hợp lại những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch có 5 ngày đại cát là những ngày rất tốt, bao gồm các ngày mùng 4 Quý Hợi, 16 Ất Hợi, 24 Quý Mùi, 25 Giáp Thân và ngày 28 Đinh Hợi. Quý vị hãy lấy giấy bút ra, ghi lại hoặc chụp lại màn hình để sử dụng cho những việc quan trọng trong tháng. Quý vị thân mến, với tài liệu Ngọc Hạp Thông Thư và Đồng Công Cát Trạch, quý vị có thể sử dụng để lựa chọn cho mình những ngày tốt trong tháng. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đang hướng dẫn và lựa chọn cho quý vị những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch. Quý vị cần hỗ trợ, hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ của chương trình để được tư vấn. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!